Ok, sáng ngày thứ hai thì ở Đà Nẵng thì bắt đầu nó hết mưa. Thì bây giờ nó có nắng nhẹ rồi nha, nhưng mà gió vẫn còn lớn. Bây giờ biển thì nó vẫn còn đục hơi. Hôm nay có thể là nếu mà trời tốt gì có thể mình sẽ đi Bà Nà Hills đúng không? Bà Nà Hills, Trang kìa. Gió. Hôm qua là gió kinh khủng, tối ngủ rồi đâu, gió lớn lắm, nó đập vô cửa nè. Âm. Gió dã man luôn. Mà ngày hôm nay thấy phía xa xa kia là nắng rồi, thấy không? Biển thấy cũng ok. Sáng sớm thấy cũng có nhiều người đây tắm lắm á. Ở cái phòng của mình đó, ngay đường Võ Nguyên Giáp nè. Đường rộng, thoáng, ngay bãi biển luôn. Phía xa xa kia có cái tượng Phật. Nay mình sẽ đi Bà Nà Hills. Nếu mà trời tốt thì mình sẽ đi ha. Hôm qua đi ra đây đâu tắm biển được đâu. Đúng không Sô? Thôi chiều đi tắm biển nha. Thì tranh thủ tí đi Bà Nà Hills. Đúng không Sô? Ghê. Đây là bánh sinh nhật của mẹ tặng cho ba với Sô. Sô hiện sinh ngày 13. Nè, 13 tháng 10. Còn ba của nó sinh ngày 15 tháng 10. Ghê thì hai vợ con cách nhau 2 ngày. Đó. Cái bánh này nó ráp thành chữ lớp nha. Đó, đẹp, có bánh, có cherry, có nho, đồ đầy đủ hết. Dâu nữa nè. Đó, dâu. Trời ơi, bà hung quá anh nè, số ba hung mẹ số. Oh my god. 18 cộng. Su mập ở dưới nè, trời ơi, su mập. Dễ được quá. Ngày hôm nay ta cùng họp hắn nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. Họp ăn gì, cơm cháy hay gì? Ở đây thịt nè, à, ba rọi, ba con nè. À, sáng sớm thì Su bắt đầu đi ăn sáng nha. Thì khách sạn này sáng thì nó có buffet sáng. Một cái gõ dĩa con này. Gõ dĩa đó hả? Lấy bự dĩa à? Được rồi, ít thôi. Nè, xúc xích nè. Đúng rồi. Rồi cái này rau nè. Để cho xuống ăn hả? Cơm chiên. Này cơm chiên đây. Rồi múc đi. Đó, cơm chiên nhìn cũng hấp dẫn. Rồi ít hơi con. Được rồi. Rồi. Còn cái này gì nè. Bắp không sao? Rồi à. Đây là bánh ướt. Bánh ướt chả nè. Trái cây. Đây cù bắp phi sáng. Chả hả? Có lấy nước mắm gì thêm gì không? Muỗng đâu ta? Muỗng hả? Không nhớ muỗng đâu. Muỗng trên bàn có đó con. Đúng rồi. Kìa, ngồi cái đống đây kìa. Đây là... Có lấy tuần ở tuần cà kìa không sao? Em lấy đồ ăn đi. Ghê, xui mặt. Nay ngày thứ... Nay ngày 15 rồi đúng không? À, cái không gian của buffet sáng này khá rộng, thoải mái nha. Có cà phê, đầy đủ thức ăn, nói chung là ăn sáng cũng bình thường. Có phở, có hủ tiếu này kia nữa, ai cũng ăn gì ạ. Đó. Đây, Su ăn thấy sao Su? Bao nhiêu điểm Su? 10 trên 10 hả? Ghê vậy. Nhớ là Su là người ẩm thực khó tính lắm mà. 10 trên 10. 9 trên 10. 9 trên 10.
Ghê quá à. Con lấy nước chấm không? Con lấy nước chấm không? Con lấy nước chấm cho. Ồ vậy hả? Trời cảm ơn nha. Trời hôm nay có sinh nhật có bánh kem nữa nè. Đây, đây bất ngờ nha. Khách sạn tự làm bánh sinh nhật tặng mình. Ghê thiệt. Có rồi, cho bánh kem cũng không hơi cay. Ghê thiệt. Bánh kem như thế nào nữa? À, bánh kem của Su là 9 giờ mới giao. Sao? Sao rồi? Cái gì? Tao muộn nhưng mà 8 giờ, bây giờ mới 7 giờ. Cơ bản là bữa sáng nay thì bảo cái đầu nó qua rồi. Đúng 3 rồi kìa. Bây giờ chờ bắt đầu là hết mây, chỉ còn mây thôi, hết mưa rồi. Chỉ còn gió mạnh. Mà sáng sớm em thấy người ta xuống tắm biển rồi. Ừ đúng rồi, giờ lo tắm thì để lần coi chiều như thế nào. Gì vậy? Lisa. Ngon quá trời nè. Tự nhất là bất ngờ của bánh kem, không biết là không ngờ là khách sạn có biết ngày sinh nhật của mình để tặng luôn chứ, ghê thiệt. Rồi dính lượt bay lấy đồ ăn nha cô. Đây phần ăn sáng của mình à, chưa có review bánh được ghi chùa rau trứng đó. Đây em ăn cái gì ạ? Mì miếng quá hả? Miếng rồi chị, rồi có nhiều bánh ướt nữa. Nó có sữa tươi. Có nè, sữa tươi anh lấy cà phê. Sữa tươi nó sữa tươi. Cái hàng của Su là trứng hả? Cái này trứng ốp la, ghê chứ. Su tặng sáng lấy leo cho. Quên. Leo để đâu, leo để đâu đấy. Kiếm rồi, là anh kiếm. Anh ấy ở trong á. Ở trong á, ở trong cái giờ hạn chồng á. Ồ, xung khó khăn quá. Đúng, cồng kềnh quá chứ. Chỉ có ổn mì không mà nó làm gì đâu. Một cái rồi. Đây. Chấm miếng tương. Rồi, quất. Quất đi. Sinh nhật này đãi trong bữa phơi sáng luôn, đỡ tốn tiền. Đãi sinh nhật ở trong bữa phơi sáng của khách sạn nha. Khỏi ra quán tốn tiền chị, ăn uống này luôn miễn phí. Ngon béo rồi. Cái lạc nháp à. Phải ăn chung với kem nó đâu có vị gì nhỉ. Ghê. Tổ chức sinh nhật ở khách sạn 4 sao luôn á. Tổ chức vào bữa sáng ăn rét quá. Miễn phí. Chấm miệng. Chấm miệng. À ngọt ngọt đúng không? Ừ, thì chỗ nào như nhau. Mà được cái bất ngờ cái là khách sạn nó chuẩn bị trước cho mình. Nó biết mình vô mình check in, nó biết cái ngày của tháng của mình á. Cái nó có ở chu đáo, nó có dịch vụ gì. Vậy mốt ai mà sinh nhật thì nhớ ghé khách sạn này nha. Đúng không?
được miễn phí cái bánh, nói chung là tuy giá trị không cao nhưng mà vui, bất ngờ. Sao? Ok. Đó, ok. Tại vậy em ăn ít để em ăn cái bánh vậy đó. Dạ, ghê không? Sao? Hello các bạn, đây là mình đây với một khoa được trai mộng rồi. Sáng hôm nay thì ba mẹ mình đang ăn uống thì mình lại mở cam mình quay tiếp. Hồi nãy mình mới uống cái gì ta? Nước mật ong nhưng hơi pha ke. Chỉ là đa số là mỗi thứ trộn của chị kìa. Ok, thì sáng nay trời nắng nè. Gia đình mình sẽ đi Bà Nà Hiêu bằng xe máy nha. Xe máy thuê đây hiện 150 đồng một ngày. Cũng may là hôm qua mưa bão quá trời luôn á, nay bắt đầu nắng rồi. Nay thì mình sẽ đi xe máy lên Bà Nà Hiêu. Đó. Đường bây giờ hôm qua gió quá trời gió, giờ bớt gió nè. Nè số. Đâu, hello mọi người, mình đây Minh Hồi. Và bà kia đừng cũng dám tôi. Let's go. Đây là cuộc hành trình của chúng ta. Chân đầu tiên đi đổ cái tính tiếp. Ok, đây đuôi để gần ba rồi. Mình đang trên đường Võ Nguyên Giáp nè, vừa ra khách sạn, bây giờ mình sẽ quẹo phải đi lên Bà Nà Hiêu nha. Wow. Đi dưới chung đường nó còn quẹo tùm lum á, mình sợ bản đồ có cờ mát đã ra. Đó, giờ sẽ đi theo đường Võ Văn Kiệt. Võ Kiệt sẽ chạy khoảng mấy cây số nữa đó. Wow, nghe ra dữ. Xung quanh đường phố Đà Nẵng sau bão thế nào? Đường phố Đà Nẵng sau bão nó sẽ nhìn giống như thế này nè các bạn. Trắng bách không còn miếng nước rồi luôn. Hôm nay bão gần như qua hết rồi đó. Nên vậy hết cái vụ việc mà ngập đường rồi. Chúng ta là không cần cái gì đó. Cái thuyền ca giác với chèo rồi. Ủa, cầu rồng. Con rồng của con rồng của chị. Con rồng nó còn vàng. Thường 9 giờ tối ngày thứ bảy chủ nhật nó sẽ bắn phun lửa với phun nước. Nói chung cái này cũng là cái đặc thù của Đà Nẵng á, rất đẹp. Hello các bạn, lại là mình thêm một lần nữa. Sau khi con chạy xa về máy thì chúng ta đã thêm một cái thứ để cập nhật nữa là cái hồ Xuân Thu Minh Viên. Các bạn thấy không, giữa thành phố Đà Nẵng đẹp ghê luôn, nó rất trong. Đúng rồi, trong một có miếng lục bình cho chơi nữa. Đó là thứ mình cập nhật thì cái hồ này mà chiều chiều á tập thể dục là đúng bài luôn á ha, ngay công viên đẹp ghê. Ờ à, đúng rồi. Ủa chỗ nó xem một hồ nam tính quá. Nam tính luôn á hả? Rồi thôi, giờ xem... tiếp tục đi, khi nào có quay tiếp nha. Ok các bạn, bye bye. Đây nó bị ngập nè, giờ rác không quá trời luôn. Giờ đầu người ta đang dọn rửa nhà đó. Qua wow, quá nhiều rác luôn. Đặc biệt là mấy cái tiệm sửa xe cực kỳ đông luôn nha. Hồi nãy có cái hầm á, nước ngập lên á. Có xe đồ cổ nằm ở dưới hết rồi, chất hư hết xe luôn á. Mấy cái hầm mà còn vượt á tu. Bên kia là có xe trung tâm. Còn ở đây là những ok, chúng ta có gì cập nhật tiếp nha. Bye bye. Cập nhật.
là nơi bị ảnh hưởng bởi bão cấp 5, tên gì không nhớ. Bão Sơn Ca. À Sơn Ca, Sơn Ca. Ừ, tên tên rất đẹp nhưng phá hủy rất lớn. À, mấy cái này mà nó ngã luôn á, mấy cái lời canh chim hơn chưa đều nè, nó bằng bê tông á mà nó ngã luôn. Có nghĩa là phải gió mạnh với lốc xoáy á. Ừ, mà cái em ấy mà mấy này cũng mạnh luôn á. Mấy cái thùng thì không sao mà nói với những cái này nè, cái cục chi tách đường nè, và cũng như là cái cây cục đèn này nữa nè, nó mà rớt là biết cái hại của bão cấp 5 rồi đó. Rồi thôi tí quay tiếp. Ok bye bye, đi nó quay tiếp. Cập nhật đây là xe rác đúng không, một bên đây là ba cái ở lộn bốn cái đồ gì đó rớt, và đây là một cái xe tự nhiên đứng đây thôi. Và đây là tác hại. Trời ơi, nguyên cái sàn nó cũng rớt luôn. Trời ơi, trường tiểu học. Trời ơi, nó thua trường tiểu học. Quay tiếp nha các bạn, bụi quá à. Ok thì mình vừa chạy lên chỗ Bà Nà Hill nè, nhưng mà nay mưa bão thì nó không hoạt động, công tình vừa chạy tới. Nhưng mà xung quanh cái cảnh này cực kỳ đẹp nha. Ở trên mấy cái đỉnh núi là có sương mù luôn á. Đó, phía trước mình là một cái con suối, nước chảy rất là gắt là do bão nước nhiều á đó. Mà xung quanh cái khung cảnh này cực kỳ đẹp. Ồ, thơ mộng ghê luôn á. Cảnh đã thì ngồi đây ngắm cảnh cũng được, mấy trên đỉnh núi có sương mù quá trời luôn, nay không lên được tuyết ghê luôn, quá trời đẹp đó. Hai mẹ con đi thuê chiếc xe máy đi ra đây, giờ cuối cùng phải quay về lấy ok sương mặt được hoàn trời. Công tình đi lên định chơi mà thôi, cuối cùng đi về thôi. Thì mình đi giờ mình đi về kiếm mấy chỗ quán, chắc quán ăn hoặc quán cà phê nào ở trong nhà mình sẽ đi chơi. Hình như cáp treo đó nó đang đi lên á, nhưng mà hoặc là người ta không chưa cho hoạt động lại đó. Hiện giờ mấy chiếc xe khác, xe hơi cũng vậy, bắt đầu quay đầu lại đó rồi. Xe hơi, xe máy công tình chạy xuống đây. Số mập cơ lên. Thôi về. về thôi. Rồi tới Bà Nà Hill rồi nha. Nhưng mà bây giờ trời mưa quá, mình phải về thôi. Biến về khách sạn nha, nhảy lên. Ủa? Ờ, chết rồi, nhảy lộn cái nhà của Sinh rồi. Đúng rồi. Nhảy xuống chưa?